Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trận đấu giữa U23 Jordan và UAE ở tại lượt cuối vòng bảng giải vô địch U23 châu Á đang rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi vì kết quả của trận đấu này liên quan trực tiếp đến số phận của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Chỉ cần một trận hòa 1-1 là vừa đủ để hai đội bóng của vùng Tây Á với chung nền văn hóa và ngôn ngữ sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Trước sự hoài nghi đó, cả hai huấn luyện viên của hai đội đều đã lên tiếng khẳng định rằng quyết tâm sẽ thắng trận. Huấn luyện viên của UAE là ông Skoza đã tuyên bố rằng các cầu thủ cần tập trung và hiểu được tầm quan trọng của trận đấu với Jordan. Chúng tôi phải thắng để đảm bảo xuất đi tiếp với vị trí nhất bảng. Còn huấn luyện viên Abdel Kader của Jordan thì lại nói rằng rất khó để nói về một trận hòa lúc này. Chúng tôi kỳ vọng giành chiến thắng trước UAE và đi tiếp. Tôi tin là cả hai đội đều muốn chiến thắng. Trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù hai vị huấn luyện viên đã tuyên bố như vậy, nhưng cũng không thể xóa hết hoài nghi ở trước trận đấu vì các đội bóng Tây Á có truyền thống bắt tay nhau ở lượt cuối các kỳ vòng loại. Chúng ta ít thấy các đội ở khu vực Đông Á bắt tay nhau vì đó là do vị trí địa lý. Chính xác là do múi giờ, cho nên các trận đấu ở vòng loại châu Á thì các đội Tây Á thường là những đội thi đấu muộn nhất và biết trước được kết quả của các trận khác. Do đó họ được quyền chọn tỷ số có lợi. Nếu như tỷ số hòa cho phép cả hai đội Tây Á có cơ hội đi tiếp thì điều đó sẽ thường xảy ra. Vòng loại U23 châu Á lần này đã chứng kiến những trận cầu đinh tẻ nhạt ở lượt cuối. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2019 chẳng hạn, khi hai đội đầu các bảng khu vực Tây Á quyết hòa nhau sau khi quan sát tình thế các bảng khác đã ngã ngũ. Tại vòng loại ở bảng C, Iraq và Iran đá lúc 16h15 giờ GMT và chỉ cần hòa là đi tiếp và hai đội đã hòa nhau 0-0. Ở trận đấu bảng E sau đó thì Jordan và Syria chỉ cần hòa có tỷ số mới đủ để hai đội đi tiếp. Trận đấu lúc 16h15 giờ GMT đã kịch tính ở phút thứ 75 vẫn hòa 0-0 và đến phút thứ 76 Syria chịu thua trước một bàn và 8 phút sau thì Syria đã có bàn gỡ để cả hai cùng vui vẻ kết thúc trận đấu với Syria nhất bảng, Jordan nhì bảng. Tiếp sau đó là trận ở bảng D giữa Ả Rập Xê Út và UAE lúc 17h25 theo giờ GMT mà hai đội cũng cần hòa 1-1 để cùng đủ đi tiếp. Trận này không kịch tính như là trận Jordan-Syria vì sau hiệp 1 hòa 0-0 thì chỉ cần nửa đầu hiệp 2 là tỷ số đã được hiệu chỉnh xong. Ở đây chúng ta cần nêu lên giờ GMT để tiện cho so sánh các thời điểm giữa các trận đấu ở khu vực Đông Á hay là khu vực Đông Nam Á vốn kết thúc sớm hơn các trận ở Tây Á. Chẳng hạn như Việt Nam và Thái Lan đá lúc 13 giờ theo giờ GMT hay là Malaysia đụng độ với Trung Quốc lúc 12 giờ 45 theo giờ GMT. Năm ngoái nếu như Việt Nam không thắng Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á thì chúng ta đã trở thành đội nhì bảng xấu số như là Malaysia rồi. Chưa dừng lại ở đó, chuyện hòa để cùng nhau dắt tay nhau vào vòng trong lại tiếp tục xảy ra ở vòng loại giải vô địch U19 châu Á hồi cuối năm ngoái. Trong tình huống cần hòa ở lượt cuối để đi tiếp thì Qatar đã hòa Yemen với tỷ số 1-1 ở tại bảng B. Ả Rập Xê Út hòa Uzbekistan 1-1 ở tại bảng F để cùng dắt tay nhau đi tiếp. Tính ở hai vòng loại giải trẻ U19 và U23 gần đây thì chưa thấy trường hợp nào có trận giữa hai đội Tây Á ở lượt cuối mà lại chịu quyết đá thắng bại khi mà tình thế chỉ cần hòa là đủ dắt tay nhau vào vòng trong. Đá với đối thủ cùng ngôn ngữ Ả Rập giữa các đội Tây Á cũng rất có lợi vì cần thiết là họ có thể trao đổi thì thầm ngay với nhau ở trên sân và chỉ cần đối phương mở lời và chồng bàn trước thì mọi thứ sẽ rất dễ giải quyết. Trước lượt trận cuối ở bảng D ngày 16 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào tình cảnh éo le khi có thể bị loại dù bất bại ở 3 trận tại vòng bảng. Nguyên nhân là tại bởi vì Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã quy định khi mà các đội cùng bảng bằng điểm nhau thì sẽ xét đến hiệu số đối đầu và hiệu số bàn thắng bại khi đối đầu. Lúc này thì sau 2 lượt trận ngoại trừ U23 Triều Tiên là bị loại thì cả Việt Nam, Jordan và UAE đều đang là những đội bất bại. Chiếu theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, tại vòng đấu cuối cùng nếu như UAE và Jordan hòa có tỷ số thì Việt Nam dù có thắng U23 Triều Tiên với tỷ số đậm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn bị loại. Bởi khi đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cùng 5 điểm, cùng hiệu số đối đầu nhưng lại thua Jordan và UAE về hiệu số bàn thắng bại khi đối đầu lẫn nhau. Quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á tạo ra những tranh cãi bởi nó dẫn đến nghịch lý là một đội bóng có thể bị loại dù không thua bất cứ trận nào ở vòng bảng và biến nỗ lực của họ ở lượt trận cuối cùng trở nên vô nghĩa. Đáng nói hơn là quy định này tiềm ẩn tiêu cực bởi UAE và Jordan hoàn toàn có thể bắt tay cùng với nhau để vào tứ kết mà không cần phải mất quá nhiều sức và do đó làm mất đi tính fair play hướng tới sự cống hiến trong bóng đá.
Vòng chung kết Euro 2004, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng đã từng áp dụng quy định tương tự và xảy ra nghi ngờ dàn xếp tỷ số ở bảng đấu có Italia. Khi đó thì hai đội Thụy Điển và Đan Mạch thi đấu như là giao hữu ở tại lượt cuối để kết thúc trận đấu có tỷ số hòa 2-2, khiến cho Italia dù đã thắng Bulgaria với tỷ số 2-1 nhưng mà vẫn bị loại vì bằng 5 điểm nhưng lại thua về hiệu số đối đầu giữa ba đội. Tất nhiên là khi đã tham gia là chấp nhận cuộc chơi, chấp nhận quy định của ban tổ chức đưa ra. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo khi nói về vấn đề này cũng bày tỏ quan điểm tương tự và khẳng định là sẽ làm tốt phần việc của đội nhà, đó là chiến thắng U23 Triều Tiên. Còn chuyện có thể đi tiếp hay không thì vẫn phải trông chờ vào kết quả trận đấu giữa UAE và Jordan diễn ra vào cùng giờ. Ngày hôm nay 15 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi thư động viên tới huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Trong thư, Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng trong không khí rộn ràng đón xuân mới năm Canh Tý 2020, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ niềm vui về thắng lợi xuất sắc tại môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30. Và giờ đây chúng ta vững bước tiến lên đối mặt với thử thách cao hơn ở cấp độ toàn châu Á, đó là vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020. Những ngày qua, người hâm mộ và nhân dân cả nước đã theo dõi ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của đội tuyển thân yêu. Chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ, ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực. Ngày mai 16 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào một trận đấu mới đầy thử thách. Thủ tướng và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, những chiến binh sao vàng thân yêu sẽ tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, Thủ tướng cùng toàn thể người hâm mộ và nhân dân rất mong đợi đội tuyển U23 Việt Nam cố gắng và giành chiến thắng quan trọng ở trong trận đấu này. Lời chúc, lời động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ U23 Việt Nam là rất kịp thời trong bối cảnh mà U23 Việt Nam đang rơi vào tình trạng rất khó khăn. Và thực sự là đang có rất nhiều câu hỏi được người hâm mộ đặt ra đối với huấn luyện viên Park Hang-seo trước cuộc đối đầu quan trọng này. Có hay không việc sử dụng Đình Trọng ngay từ đầu? Hàng tiền vệ sẽ thay đổi ra sao để tăng cường sức chiến đấu, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ? Đó là những vấn đề đặt ra với huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận đấu của U23 Việt Nam với Triều Tiên vào ngày mai 16 tháng 1. Ông Park có lẽ đã không nhất thiết phải sử dụng tới Đình Trọng nếu như hàng phòng ngự U23 Việt Nam chơi tốt ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên điều ngược lại đã xảy ra, dù chưa để thủng lưới bàn nào ở từ đầu giải đến bây giờ, nhưng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam thực tế đã chơi dưới sức ở cả hai trận đấu với UAE và Jordan. Đây chính là lý do trước UAE và Jordan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải tung Đình Trọng vào sân, dù ban đầu đã cất anh ở trên băng ghế dự bị. Trận đầu tiên với UAE, Đình Trọng vào sân ở phút thứ 50 và thay cho Tấn Sinh chơi không đúng phong độ. Ở trận tiếp theo đấu với U23 Jordan, ông Park thậm chí đã ra quyết định thay người ngay từ phút thứ 36 khi mà Thanh Thịnh liên tục bị đối phương vượt qua. Việc Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, đó là lý do khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải cân nhắc là có sử dụng anh hay không. Ông Park từng muốn để anh đá chính khi gặp Jordan nhưng cuối cùng đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo ý kiến các bác sĩ. Ở trận đấu với U23 Triều Tiên ngày mai, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ một lần nữa phải đứng trước sự lựa chọn có hay không để trung vệ sinh năm 1997 này trong đội hình xuất phát. Sự có mặt của Đình Trọng đảm bảo cho hàng thủ U23 Việt Nam ổn định hơn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương tái phát. Câu lạc bộ Hà Nội cũng đã phát đi tín hiệu về vấn đề này và rõ ràng là ông Park buộc phải cân nhắc. Ở trên hàng tiền vệ, vắng một cầu thủ như là Hùng Dũng ở tại SEA Games 30, ông Park đã sử dụng Đức Chiến để nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ ở giữa tuyến. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa Đức Chiến và Hoàng Đức lại không đảm bảo được khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã buộc phải kéo lùi Quang Hải xuống dưới, dù điều này ảnh hưởng tới khả năng uy hiếp khung thành của đối phương của anh. Và đây là cách bố trí của ông Park khi mà U23 Việt Nam gặp UAE. Ở trận gặp Jordan thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất ngờ đẩy Hoàng Đức lên phía trên và để Thanh Sơn đá tiền vệ trung tâm cùng với Đức Chiến. Phương án này cũng đã không đem lại hiệu quả, U23 Việt Nam thậm chí còn chơi tệ hơn so với trận đấu trước đó. Khá nhiều người cũng đã bất ngờ với lựa chọn của ông Park về trường hợp của Thanh Sơn. Những dự đoán ban đầu đều nghiêng về khả năng Triệu Việt Hưng sẽ được lựa chọn. So với Thanh Sơn, Việt Hưng được đánh giá là có khả năng cầm giữ và phân phối bóng tốt hơn. Nếu như ở phía trên Tiến Linh vẫn là sự lựa chọn số 1 thì với hàng tiền vệ, ông Park đứng trước yêu cầu phải có sự thay đổi nhằm tăng sinh lực cho khu vực này. Quang Hải cần được giải phóng khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự để anh có thể sáng tạo hơn trong việc kết nối giữa hàng tiền đạo và tuyến dưới. Ngoài ra có thể thấy rõ ở giải đấu lần này là Đức Chinh đang chơi rất tốt.
Tiền đạo của SHB Đà Nẵng là số ít cầu thủ đủ tự tin để giữ và đi bóng khi được ông Park đưa vào sân ở trận đấu với Jordan. Khác biệt có lẽ chính là tinh thần và động lực thi đấu. Sau khi chơi tốt ở SEA Games 30, Đức Chinh đang cho thấy khát khao rất lớn. Và một yêu cầu nữa rất quan trọng đối với các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Triều Tiên, đó là quên trận đấu với Jordan và UAE đi. Đây thực sự là một yêu cầu quan trọng đối với U23 Việt Nam lúc này. Đã có khá nhiều bàn luận về khả năng UAE và Jordan bắt tay nhau để cùng giành vé vào vòng sau. Tuy nhiên nếu như điều đó thực sự xảy ra thì nó cũng nằm ngoài khả năng kiểm soát của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhiệm vụ chính của đội tuyển U23 Việt Nam là tập trung toàn lực cho trận đấu với U23 Triều Tiên, đội đã bị loại và không còn nhiều khát vọng để thi đấu. Nếu như giành được kết quả tốt trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam có thể rời giải đấu với niềm tự hào khi chúng ta đã nỗ lực hết khả năng. Biết đâu đấy trong trận cuối cùng ở vòng bảng, một sự thay đổi nào đó đến từ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại làm nên một điều kỳ diệu cho U23 Việt Nam. Có thể là có một thứ gì đó kém lấp lánh hơn so với đội U23 Việt Nam cách đây 2 năm. Đội bóng hiện tại có chiều cao và thể hình lý tưởng hơn nhưng không đồng đều về năng lực và cũng không đạt được sự cân bằng giữa các vị trí, dẫn tới thiếu cân đối giữa các tuyến. Hai biên cũng không đạt yêu cầu trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Các cặp tiền vệ trung tâm cũng không thực sự là tốt. Trước những đối thủ chơi kỷ luật, Việt Nam hầu như là không có được mảng miếng nào quá sắc nét. Các mũi tấn công như là Đức Chinh, Tiến Linh cũng đã bị phong tỏa, sáng tạo và khéo léo như Quang Hải cũng bị vô hiệu hóa. Và có lẽ là U23 Việt Nam đừng chơi thứ bóng đá nhấn nhá hay rình rập nữa, mà hãy mạnh dạn tấn công đi, cởi bỏ áp lực nặng nề, đừng tự đè nặng ở trong đầu tâm lý sợ thua nữa. Đối thủ của Việt Nam không phải là Triều Tiên mà là chính chúng ta. Hãy mạnh dạn tấn công và chơi bóng một cách thoáng lên. Dù U23 Việt Nam đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn, nhưng mà người hâm mộ tin rằng Quang Hải và các đồng đội sẽ làm nên chuyện và giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng, qua đó có mặt ở vòng tứ kết giải đấu năm nay. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.